Ứng cử viên Dương Thành Nhàn, ngày tháng năm sinh 27 tháng 2 năm 1983, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nơi ở hiện nay, số 176 Đường Thuyền, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trình độ: giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ: đại học chuyên ngành vật liệu hữu cơ, đại học chuyên ngành báo chí, học vị học hàm, thạc sĩ chính trị học, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B, B1 khung châu Âu, IELTS 4.5. Nghề nghiệp hiện nay: công chức, trưởng phòng hành chính, tổ chức, quản trị. Nơi công tác: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ngày vào Đảng 26 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, người đại diện cho tiếng nói cử tri quê hương mình, tôi đề ra một số mục tiêu hành động như sau. Thứ nhất, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ngành chức năng để có chủ trương quyết sách đúng và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, bức xúc mà cử tri quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tích cực thảo luận, đề đạt các quyết sách và biểu quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, kịp thời thông báo cho cử tri về đường lối, chính sách, kế hoạch phát triển của địa phương. Thứ hai, tích cực nghiên cứu đề xuất những giải pháp cụ thể để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là chương trình đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra về phát triển kết cấu hạ tầng gắn với cải cách hành chính. Tôi quan tâm nhất đến là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng gắn với hình thành hành lang đô thị, công nghiệp và khai thác lợi thế của vận tải đường thủy trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Nghiên cứu đề xuất với các ngành chức năng có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng kỹ thuật mới trong chăn nuôi và cây trồng, kêu gọi thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao về địa phương. Thứ ba, tích cực giám sát và nghiên cứu đề xuất biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh từ ngành, lĩnh vực đến cơ sở là tổ, ấp, khu phố, làm cho các giá trị văn hóa tốt đẹp thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thứ tư, nếu trở thành người đại diện cho cử tri, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, bản thân sẽ không ngừng học tập, nâng cao năng lực, tiếp tục phấn đấu và rèn luyện tu dưỡng đạo đức để có thể giúp đỡ, đáp ứng yêu cầu, giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm ngày một tốt hơn. Tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày càng hiệu quả hơn, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp, hoạt động chất vấn giải trình và giám sát của Hội đồng Nhân dân nhằm tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc của cử tri.